Dạ Thắng xin chào bà con Ngày hôm nay là thứ tư 22 tháng 3 ha Là tiếp tục đóng đơn hàng online gửi bà con cả nước Thì Thắng cũng quay một số cây để chia sẻ đến quý bà con luôn Nhìn cho mình biết mặt lá cũng như có kinh nghiệm chọn giống Hôm nay chắc đi hết nửa cái bãi này sợ hơn đó nữa Ngoài đây là rút sữa mica hỏi ruby đang có nuôi cho khách cũng còn ha chú sữa mica bên đó là mận đỏ giống mới của đài loan tụi em đã đặt tên rồi đang đợi lấy giấy đó là đường ruby bên sóc trăng thì họ đặt mận em mt đó cô chú Ở đây là chôm chôm tiếng cường anh khách anh xuống chọn rồi à, sabo cần thơ với lại mít gục đỏ sơ vàng cái okay, gà mít này nó mắc quá cô chú ơi nó lên giá từng ngày nhiều bà con không biết báo giá không có đậu tắt bánh xe dừa mã lai mít ngoài đó là nhãn long tiêu tứ quý nhiều lắm để đủ giống hết à me thái me thái thì cũng ghép chui hết cô chú phần lớn là cái ghép chui hết nhãn tím hai tụi em kêu tên đầy đủ đó là nhãn long tím đây là nho thân gỗ chanh vàng mỹ nè bà con sầu riêng moskin d 197 của malaysia Cái này là bưởi ruby vỏ xanh ruột đỏ bơ sắp lùng bơ uh, này là bơ 034 kế bên có cái bơ sắp lùng nữa còn ở uh, đây là cây hồng quân cây hồng quân giờ ít người làm giống nha cô chú hơi bị hiếm nha thấy cô chú cũng ưa mua mà ít lắm mít sòi này là ổi không hạt mở ngang phước mà ngang phước thì cái bề ngoài nó tương tự như mận đỏ trong mới vậy cô chú bưởi da xanh đây là cây thanh trà chua thanh trà chua cây hơi hơi cao nha cô chú cao chắc cũng cỡ 8 tấc à. nho thân gỗ trong đây cũng có ổi nữa nè cherry bagasin cây đang đi đọt non luôn chôm chôm tiếng cường bên đây ở ruby đồ đỏ ấn độ nè cây này nó đang đi lá lụa sồi mít các loại à, sabo sabo mexico à, mít ui quá trời luôn cô chú đủ giống hết nói chung mỗi lần đi là bên em là nhiều giống lắm tắt không hạt tắt không hạt thắng chia sẻ cô chú giá hiện thời nó còn hơi cao ha nhiều cô chú mình chưa có mua nhiều nổi thì mình mua ít mình trồng nhân giống từ từ cũng được trong đây một số đơn soạn rồi thì cũng có nhãn có nho thân gỗ ổi ruby vú sữa mica mít chuột đỏ sơ vàng ổi không hạt cái này là nguyên một lô hôm nay hắn cũng giao một số ha cũng khá là nhiều á cô chú lô nho thân gỗ này thì nó mềm hơn mấy cây mà hắn quay có trái nhiều cây này thì thắng uh, giao lưu với bà con là giá một triệu ba bốn mươi chín ngàn thôi bao ship toàn quốc có mấy cây nó tức nước nó cũng ra trái luôn nè mấy cây này nó nhỏ hơn mấy cây kia ha giá nó mềm hơn dễ bán hơn mấy cây bự báo giá bà con chạy trơn. cây <laughs> này đang đi bông cũng có trái nè cô chú còn kiện này là đóng xong rồi chuẩn bị gửi đi sài gòn mấy ông thần bên thắng sớm giờ khách quần xỉu rồi nằm nghỉ luôn rồi quay sương sương cô chú xem ha rồi có cây bồng bon này quên đó. chuẩn bị gửi đi hòn hòn gì hình như hòn sơn kiên giang này cô chú còn bon thái cây trà bá lửa luôn đúng là anh chịu chơi thiệt <laughs> chịu chơi thì cây tới thôi dạ à, cô chú mình có mua giống á nếu mà không có thời gian hay là địa lý xa quá có thể mua trực tiếp qua bên em là có hai số điện thoại ở đây mình liên hệ vào có mạng xã hội để mình tương tác với nhau luôn ở gần có thể chạy trực tiếp đến nhà của Thắng địa chỉ bên trên này thì có định vị trên Google rất là dễ tìm cho cô chú chúng ta thì bên con luôn chia sẻ cô chú là mua cây qua mạng nhiều khi mình không có đến trực tiếp lựa được bên em lựa có những cây đi đôi khi là bên vận chuyển làm hư hỏng gì đó đến mình cố gắng mình mình dưỡng trường hợp xấu có hao hụt trong vòng 30 ngày thì cái giống tâm phúc sẽ gửi cô chú đủ trồng mình mua cây chưa có sự tin tưởng thì bên em sẽ gửi cái giấy cam kết bán đúng giống cho bà con nếu có sự yêu cầu rồi một lần nữa chúc bà con chúng ta chọn được những nhà vườn mà mình cảm thấy tin tưởng ưng ý mua giống trong phát triển kinh tế gia đình